tôi muốn nắm bắt là cái thằng Phúc ấy là nó nói gì với Thím ngay từ đầu thôi, chứ còn về sau này nó dối trá là mình không cần quan tâm, vì là thằng Quang này nó nói. Thím có nghe thấy nó nói gì không? Nó điện là thím có nghe thấy nó nói gì không? Mẹ ra mẹ đánh nó. Đánh như thế á. Mẹ ra mẹ xử nó nhá. Ra chỉ đi, ra chỉ nó đi để mẹ đi, mẹ xử. Đi. Mẹ ra xử nó nhá, đánh năng nhá. Đi đi, con đi chơi. Không, con đi chơi đi. Con đi trước để mẹ xử nó. Cái gì hả mẹ? Mày. Sao nó kêu đau? Mày vừa. Không con đánh nó đâu. Đúng không? Có đúng không? Có đúng không? Mẹ có bằng chứng không? Mà con cứ đánh nó. Sao mày đánh ngay? Sao mà không? Ai đánh con? Đánh nó đi. Tôi chết rồi. Ôi đừng cắn nữa. Ra đánh nó đi. Con ra đánh nó đi. Đi đánh tao. Đánh nó. Con đánh nó buồn cười. Thế hôm nay anh có đánh con không? Đánh như này à? À, mày ra đánh mẹ nhá. Mày gấu thật đấy. Mày gấu. Ủa nó gấu không? Nó dám đánh mẹ này. Ao 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 chào bố mắt.
mà đánh nó. Mày bị hâm à? Có một tí là mày lại dọa đánh nó không?